Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 211. Nghe đến đó, Ngô Bình lập tức nổi nóng, hỏi, người nào mà to gan như thế? Dương Ngọc Thanh lấy ra một danh sách, nói, mấy ngày nay, tôi cho người điều tra, đại khái đã tìm hiểu rõ ràng về đám người này. Ngô Bình vừa xem thì phát hiện những người gây rối này đều là thế gia tu hành ở Giang Nam, có võ học thế gia, còn có một số ít là người nhà của quan to trong triều. Trước khi Giang Nam Vương là cậu xuất hiện, những người này hô mưa gọi gió ở Giang Nam, chính quyền địa phương cũng không dám quản bọn họ. Đặc biệt là những người là thân thích của quan to trong triều, bọn họ chính là thổ hoàng đế ở chỗ này. Nhìn thấy thân phận của mấy người này, Ngô Bình không khỏi cảm thấy kỳ quái, cậu nói thế gia tu hành thì không nói, thủ đoạn của bọn họ vượt xa thường nhân. Còn quan to ở đại hạ lại dựa vào cái gì mà dám đối kháng với bổn vương? Dương Ngọc Thanh im lặng vài giây, nói, ở đại hạ có một lời đồn, nói là Giang Nam vẫn ở đại hạ, vương cũng chịu sự quản thúc của đại hạ, tạm quản Giang Nam. Nhóm người này có hậu phương rất vững, hơn nữa bọn họ cũng không biết thân phận thật sự của vương, đương nhiên cũng sẽ không xem vương của tôi là vương. Ngô Bình cười lạnh, bọn họ thật sự coi bản thân cao quá rồi. Lão Dương, theo anh thì chuyện này nên xử lý thế nào? Dương Ngọc Thanh trả lời ngay lập tức. Nói, giết một người răn trăm người. Ngô Bình cảm thấy thật hài lòng, hỏi hắn có ai được chọn không? Dương Ngọc Thanh lấy ra một danh sách, trên đó có ba thế lực, cả ba thế lực này đều vô cùng lớn. Trong ba thế lực này, một cái là thế gia tu hành, nhà họ Uông, một cái là bang phái, Tứ Long Bang, một cái là quan to trong triều, em trai của hình bộ thượng thư, Hoàng Triều Tân. Dương Ngọc Thanh, Vương, ba thế lực này liên tục gây rối. Tứ Long Bang là kiêu ngạo nhất, còn đánh chết người mà chúng ta phái đi, Hoàng Triều Tân là bá đạo nhất, hắn chiếm cửa hàng, xí nghiệp của nhà người ta, ép mua ép bán, nhà họ Uông là chỗ cao cao tại thượng nhất, thậm chí còn khinh thường khi thấy người của chúng ta, trước đây người của chúng ta không có cách nào tiếp cận được nhà họ Uông. Trong danh sách viết rất rõ ràng, nhà họ Uông là hậu phương của một số thế lực ngầm, thường xuyên phái côn đồ, đi hà hiếp dân lành, cướp đoạt địa bàn. Ngô Bình nói, hôm nay tôi đi xử lý mấy chỗ này. Sau khi hỏi thêm một chút chuyện khác, Ngô Bình lập tức nói Dương Ngọc Thanh lui ra, sau đó cậu gọi Liễu Kim Long và Nghiêm Lãnh Thạch đến, nói bọn họ đi đến nhà họ Uông một chuyến. Hai người Liễu Nghiêm đương nhiên biết tình huống của nhà họ Uông, tác phong của nhà họ Uông tàn nhẫn, dân chúng không biết đến thế lực này nhiều lắm, nhưng trong tay đối phương lại khống chế đến 7 bang hội, trải rộng khắp Giang Nam, thậm chí là ngoài khu vực Giang Nam. Ngô Bình ở nhà chờ tin, nửa tiếng sau, Liễu Kim Long và Nghiêm Lãnh Thạch trả lời, trên người hai người đều nồng nặc mùi máu. Thế nào, cậu hỏi. Nghiêm Lãnh Thạch, nhà họ Uông có chỗ dựa, có một vị trưởng lão của tông môn hạng hai. Ngô Bình cười lạnh, một tông môn hạng hai mà lại kiêu ngạo như thế. Nghiêm Lãnh Thạch, bọn tôi đã báo thân phận của cậu, gia chủ của bọn họ đều bị dọa đến trắng bệch, vài người quản sự tự động bước ra, chặt một tay của mình trước mặt mọi người. Có một người cũng lao cổ, hy vọng cậu có thể tha thứ cho bọn họ. Ngô Bình ừm một tiếng, thái độ cũng không tệ lắm. Liễu Kim Long, nhà họ Uông đồng ý ra mặt thanh trừ Tứ Long Bang, chúng ta cũng đi theo bọn họ. Bây giờ nòng cốt của Hắc Long Bang đều đã được thanh trừ, nhân viên còn lại cũng đã vào nhà họ Uông. Ngô Bình thật vừa lòng, được rồi. Từ giờ trở đi thế gia tu hành, thành viên bang phái sẽ không tiếp tục gây sự nữa. Cậu dừng một chút. Nói các người đi một chuyến đến đại hạ, đưa cái tên hình bộ thượng thư kia đến đây. Liễu Kim Long và Nghiêm Lãnh Thạch nhìn nhau, thượng thư chính là chức quan to nhất phẩm, cứ bắt đến như thế à? Ngô Bình nói, lấy hai tấm chân phù này, các người chỉ lo bắt người, nếu đại hạ bất mãn sẽ đến tìm tôi. Chân phù mà cậu đưa, có thể tăng thực lực của hai người lên rất nhiều, không sợ đau thương hỏa khí, có thể tăng thực lực hai người lên cao nhất. Tu vi của Liễu Kim Long và Nghiêm Lãnh Thạch dưới sự trợ giúp của Ngô Bình đã tiến triển rất nhanh, hơn nữa lấy thủ đoạn của bọn họ và chân phù, việc bắt hình bộ thượng thư cũng không khó. Ngô Bình ở nhà tu luyện, tiêu hóa những truyền thừa của vạn kiếm tổ sư, ngưng tụ cấm kỹ thuật pháp. 3 giờ chiều, một người đàn ông cao gầy, chừng 50 tuổi bị bắt sang đây, ông ta vừa kinh ngạc vừa giận dữ, nhìn thấy Ngô Bình, ông ta sửng sốt một chút, hỏi các hạ chính là Giang Nam Vương. Ngô Bình cười nói, Hoàng Thượng Thư, đắc tội. Thân là hình bộ Thượng Thư, ông ta đương nhiên biết rõ bối cảnh và thực lực của Ngô Bình,
vị này chính là nhân vật mà cả Thái hậu và Hoàng đế cũng không dám vô lễ. Hơn nữa, ôn ta còn biết được một tin mới, người này có thể là đệ tử cốt lõi của Chí Tôn Kiếm Đường, là người đệ nhất kiếm bảng. Hoàng thượng thư vội vàng nói, vương gia đến tìm hạ quan là có việc gì phân phó sao? Ngô Bình cười nói, cũng không có chuyện gì. Em trai Hoàng Triều Tân của ông vô cùng kiêu ngạo, phạm vào trọng tội. Tôi muốn trị tội hắn, nhưng nghĩ đến ông là thượng thư đại hạ, nên muốn thương lượng với ông một chút. Mồ hôi lạnh trên trán Hoàng thượng thư túa ra, ông ta biết cho dù bây giờ Ngô Bình có bóp chết ông ta, thì Hoàng đế cũng sẽ không truy cứu nhiều. Dẫu sao chức thượng thư nếu không có người thì đổi người là được, mà vị Giang Nam Vương này lại tuyệt đối không được đắc tội. Không nói đến bối cảnh đáng sợ kia của cậu, chỉ cần cậu không vui, thì Giang Nam hoàn toàn có thể theo phe nước Tống, đó không phải là kết quả mà đại hạ có thể chấp nhận được. Trên mặt của Hoàng thượng thư lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, nói em trai tôi thường xuyên gây chuyện cho. Tôi, lần này tôi nhất định sẽ không tha cho nó. Mong vương gia yên tâm, bây giờ tôi sẽ đi giáo huấn hắn một trận. Ngô Bình ừm một tiếng, nói với Liều Kim Long. Ông đưa Hoàng thượng thư về nhà thăm người thân đi. Không lâu sau đó, Hoàng thượng thư về đến nhà, đã chặt đứt bàn tay em trai mình, cắt mất một lỗ tai, sau đó đánh gãy hai chân, tuyên bố đưa toàn bộ bọn họ về thần kinh, tiếp tục trừng phạt. Ngô Bình biết, Hoàng thượng thư đang muốn cứu người nhà của em trai mình, thế nhưng cậu cũng không truy cứu quá mức, bảo đối phương để lại người hành hung để chấp nhận hình phạt, còn những người còn lại thì rời Giang Nam với Hoàng thượng thư trong cùng ngày, về thần kinh. Trong một ngày, ba thế lực có tiếng tăm nhất đều bị Ngô Bình giải quyết, trong lúc nhất thời, tỉnh Giang Nam gió yên sóng lặng, cho dù là người tu hành, bang phái giang hồ hay là con cháu nhà quyền quý, cũng không dám lại làm sằng làm bậy, tranh nhau làm công dân tuân thủ pháp luật. Sau khi Ngô Bình về đến nhà, Triệu Vân Cơ lập tức đến bái phỏng. Trước đây cậu giúp Triệu Vân Cơ chữa hết bệnh nan y, sau ngày người đó vô cùng cảm kích, nghe được Ngô Bình đã trở về nhà, lập tức đi đến bái phỏng. Triệu Vân Cơ là công chúa nước Tống, Ngô Bình khoản đãi rất nhiệt tình. Đến giữa trưa, Liễu Nghi cũng trở về từ Huyễn Không Đảo, vì thế đã đến Giang Nam tìm Ngô Bình. Trong lúc nói chuyện phiếm, nghe Ngô Bình nói muốn đi Thánh Cổ Đại Lục, hai cô gái đều có hứng thú, muốn đi cùng Ngô Bình đến Thánh Cổ Đại Lục để du ngoạn một phen. Ngô Bình nghĩ đến Thánh Cổ Đại Lục ở bên kia, có Mộng Thị, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì, vì thế lập tức đáp ứng thỉnh cầu của hai cô gái. Đêm đó đưa theo hai người đi đến Thánh Cổ Đại Lục nhờ Thánh Môn. Thánh Cổ Đại Lục, Thành Mộng Hoa. Ba người đi đến cửa hàng. Hai ngày không ở đây, đan dược mà Ngô Bình để lại đã bán hết từ sớm, hơn nữa ở bên ngoài cũng để lại danh sách rất nhiều đan dược. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình không kịp nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian lập. Tức mở lò luyện đan. Lần này đi tiên giới, cậu mua một lượng lớn dược liệu. Có thể luyện chế được rất nhiều đan dược, vì thế đêm đó lập tức luyện chế 7 loại đan dược cho đến lúc hừng đông. Trước khi thần đan các mở cửa, cậu đi gặp nhân vương Mộng Phi Hùng trước, bán sỉ bùa chú, pháp khí các thứ mà mình đã mua được cho đối phương. Lần giao dịch đầu tiên, Ngô Bình cũng không đưa cho đối phương quá nhiều, ở tiên giới, lô hàng này giá khoảng cỡ 100 tỷ tiền đại đạo. Mộng Phi Hùng đưa ra giá cũng khá công đạo, cho Ngô Bình 180 tỷ thánh thù. Hai bên muốn đổi tiền thì hơi khó, nhưng nếu đem số thánh thù này đi mua bí tỉnh cao cấp, thì có thể mua được 60 tỷ. Mà một bí tỉnh cao cấp, ở phía tiên giới có thể bán ra hơn 1.000 đại đạo tê, 60 tỷ bí tỉnh tương đương 60.000 tỷ tiền đại đạo. Đương nhiên, Mộng Phi Hùng cũng kiếm được rất nhiều tiền. 180 tỷ thánh thù đồ vật, ít nhất cũng có thể kiếm được 500 tỷ thánh thù. Trở về thần đan các, cậu lại tiếp tục luyện đan. Ngày hôm đó, trên kệ có rất nhiều đan dược mới, ngoại trừ đan mà Ngô Bình luyện chế, còn có một ít đan dược mà cậu đã mua từ trong tiên khố. Hiệu quả của số đan dược này, cho dù có là ở tiên giới hay ở Thánh Cổ Đại Lục đều không có khác biệt quá lớn. Đan dược mua từ tiên khố, được đặt ở bên này, nếu cuối cùng dùng bí tinh làm tiêu chuẩn giá cả để cân nhắc, thì Ngô Bình có thể kiếm ít nhất gấp 10 lần lợi nhuận. Nói cách khác, đan dược 100 đại đạo tệ. Qua tay của cậu là có thể bán ra 1.100 đại đạo tệ. Không còn nghi ngờ gì nữa, kinh doanh như thế sẽ có lợi nhuận cách xù, mà một khi có lợi nhuận cách xù như thế thì dễ dàng khiến người khác để ý đến. Vào buổi chiều, một người đàn ông mặc áo da thú màu trắng xuất hiện,
hắn ta chọn một số đan dược để mua, gần như mỗi loại đều chọn ra hai viên. Mua đan dược xong, Ngô Bình đi ra xem xét, hắn ta lập tức đi lên hỏi, ông chủ, hình như đan dược của cậu có hơi khác biệt so với bên ngoài. Ngô Bình đánh giá đối phương, liếc nhìn một cái, cười nói, không giống nhau. Khi luyện chế đan dược thì sẽ thường xuyên xuất hiện một số ít đan dược mới, chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm. Người đàn ông áo da thú nói, phải thế không, vì sao ta lại cảm giác rất giống với đan dược của tiên giới? Ngô Bình chấn động trong lòng, hỏi lại, ngài đã từng thấy đan dược tiên giới rồi sao? Người đàn ông mặc áo da thú cười ha ha, có thấy qua vài lần. Giống như viên đan này. Hắn ta chỉ vào một loại đan dược được đặt trong ngăn tủ, nói, hình như là đại luyện hình đan, ta nói không sai đúng không? Nghe hắn ta nói như thế, Ngô Bình lập tức biết không thể giấu được, không hề phủ nhận, nói, đúng vậy. Người đàn ông cười ha ha, nếu nói như vậy, ông chủ đây chắc hẳn là đến từ tiên giới. Ngô Bình biết người này đang thử chính mình, cậu nhìn thẳng vào đối phương, hỏi, đúng là như thế thì sao, nếu không phải thì thế nào? Đối phương cười ha ha, chỉ là tôi tùy tiện hỏi thôi. Chờ đến khi người đàn ông đi rồi, Ngô Bình âm thầm phân thân ra một cái bóng đi theo đuôi hắn ta. Người đàn ông ra khỏi thành Mộng Hoa, lại bay đi một khoảng, sau đó đáp xuống ở bên trong một sơn cốc. Trong sơn cốc, một ông lão khoác áo khoác ma bào. Màu đen đang ngồi xếp bằng ở trên một viên đá lớn, dáng vẻ tiều tụy, mặt đầy nếp nhăn. Người đàn ông lập tức tiến lên quỳ lạy, cung kính nói, Hắc Sơn trưởng lão, người tên Ngô Bình kia chắc chắn đến từ tiên giới. Ông già mở mắt ra, nếu đến từ tiên giới, người này nhất định đang nắm giữ cách ra vào thánh cổ đại lục. Người đàn ông, ý Hắc Sơn trưởng lão muốn nói, trên người hắn ta có thánh môn. Hắc Sơn trưởng lão, có khả năng này. Thánh môn là báu vật vô giá, nếu có thể có được nó, tộc của chúng ta nhất định có thể quật khởi. Người đàn ông, tôi quan sát thấy, tu vi của người này không cao lắm, không bằng đêm nay lập tức động thủ, bắt hắn ta đến nơi này thẩm vấn. Hắc Sơn trưởng lão, vậy mang theo vài tên cao thủ đi đến đó đi. Không cần, trên mặt đất xuất hiện một điểm đen, sau đó điểm đen mở rộng ra thành hình chiếc đĩa, Ngô Bình chậm rãi bay lên từ trong chỗ đó. Nhìn thấy Ngô Bình, sắc mặt của người đàn ông thay đổi, cậu theo dõi tai. Ngô Bình nhàn nhạt nói, các người muốn bắt tôi, bây giờ tự tôi đưa đến cửa, đỡ phải cho các người nhọc lòng. Hắc Sơn trưởng lão đánh giá Ngô Bình, nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi. Cậu rất có dũng khí. Nhưng mà ở trước mặt người có thực lực thì dũng khí cũng là vô dụng. Ngô Bình nhìn Hắc Sơn trưởng lão, ông là tu sĩ cửu biến cảnh sao? Ở thánh cổ đại lục, trên trúc cơ là nguyên anh, trên nguyên anh chính là cửu biến. Giai đoạn đầu của cửu biến tương đương với giai đoạn sau của thần, thông ở tiên giới, giai đoạn sau của cửu biến tương đương với trước đạo cảnh ở tiên giới. Tu vi của vị Hắc Sơn trưởng lão này, hiển nhiên thuộc về giai đoạn đầu của cửu biến. Quả thực cũng có chút hiểu biết, ông già nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi, giao ra thánh môn, ta có thể tha một mạng cho cậu. Ngô Bình hỏi, các người là người của bộ tộc gần đây à? Hắc Sơn trưởng lão nói cho cậu cũng không sao, bọn ta đến từ Kim Đô. Ở trong thánh cổ đại lục, nhân vương tỏa chấn gọi là thành, mà chúa tể tỏa chấn thì nơi đó gọi là đô. Kim Đô, chính là nơi nào đó có vị chúa tể tỏa chấn. Ngô Bình cười cười. Hóa ra là người từ địa phương khác đến, khó trách lại không để tôi vào mắt. Người đàn ông kia lạnh lùng nói, không cần nhiều lời, giao thánh môn Red. Ngô Bình nói, anh Ngưu. Bóng dáng của Thanh Ngưu đột nhiên xuất hiện ở phía sau Hắc Sơn trưởng lão. Hắc Sơn trưởng lão không kịp phản ứng, bàn tay của Thanh Ngưu đã ấn trên đỉnh đầu lão ta. Hắc Sơn trưởng lão đại kinh thất sắc, phương nào? U là người. Thanh Ngưu lạnh lùng nói, tôi là ai? Ông không cần phải biết. Ông là gia tộc nào ở Kim Đô? Hắc Sơn trưởng lão không dám không đáp, nói, Dương Thị. Thanh Ngưu, Dương Thị là một trong 8 đại thị ở Kim Đô, khó trách lại kiêu ngạo đến như thế, dám động vào đạo hữu của nhân vương. Người đàn ông kia cũng lo lắng, nói, buông Hắc Sơn trưởng lão ra, nếu không thì chính là kẻ thù của Dương Thị bọn ta. Xoẹ ti Ngô Bình vung tay lên, một đường kiếm quang xuất hiện. Người này lập tức đầu mình hai ngả, chết ngay tại chỗ. Thấy Ngô Bình ra tay giết người ngay lập tức, Hắc Sơn trưởng lão căng thẳng, nói, vị đạo hữu này, có chuyện gì cũng từ từ. Không có gì để nói cả.
Ngô Bình nhàn nhạt nói, ông muốn chết như thế nào? Sắc mặt của Hắc Sơn trưởng lão rất khó coi, nói, đạo hữu, thực lực của Dương thị chúng ta không thua gì Nhân Vương. Giết ta rồi, nhà họ Dương nhất định sẽ truy, cứu đến cùng, hơn nữa, các hạ lại đến từ tiên giới, chuyện này không chỉ có mình tôi biết, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết. Đến lúc đó, cửa hàng đan dược của đạo hữu chỉ sợ là không thể mở cửa nổi nữa. Ngô Bình nhìn chem chem lão ta, lời này của ông là có ý gì, sao tôi lại không thể mở cửa nổi nữa? Hắc Sơn trưởng lão, u có thể ra vào tiên giới nhẹ nhàng như thế, cho thấy trên người cậu có thánh môn. Thánh môn là bảo vật, ngay cả chúa tể cũng muốn có được. Ngô Bình, theo tôi được biết thì, sẽ có một khoảng thời gian thì thánh môn sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ, mỗi lần nó xuất hiện, thì các thế lực đó đều sẽ xuất hiện để tranh đoạt. Hắc Sơn trưởng lão, không sai. Chỉ là thánh môn chọn chủ, muốn khống chế nó cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng, trước mắt vẫn có mấy thế lực nắm giữ thánh môn. Ngô Bình hứng thú, bọn họ sẽ lợi dụng thánh môn để ra vào tiên giới. Hắc Sơn trưởng lão, không sai. Cứ cách một đoạn thời gian thì bọn họ sẽ thông qua thánh môn, mà phái người đi tiên giới trao đổi một ít vật tư. Ngô Bình, nói như thế, vậy thánh môn trên người của tôi nhất định sẽ bị người ta cướp đi. Hắc Sơn trưởng lão, không sai. Trừ phi cậu có thể lên thành Nhân Vương, được chúa tể công nhận. Chỉ có thể như thế mới có thể giữ được thánh môn. Sau khi hỏi rõ ràng mọi chuyện, Ngô Bình lập tức chuẩn bị để Thanh Ngưu giết Hắc Sơn trưởng lão. Ông ta dường như có thể cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng nói tôi có một biện pháp, có thể giúp cho cậu giữ được. Thánh môn. Ngô Bình, ồ, nói nghe thử xem. Hắc Sơn trưởng lão, tham gia đại hội tuyển tài ở Kim Đô, nếu được chọn, có thể tiến vào thư viện. Trở thành học sinh ở thư viện thì chỗ dựa chính là thư viện lớn mạnh, vậy thì sẽ không có ai dám có ý cướp thánh môn của cậu. Thanh Ngưu cười lạnh, ai mà không biết gia nhập vào thư viện là chuyện vô cùng khó. Mỗi năm người Kim Đô các người muốn vào thư viện thì có được bao nhiêu? Người. Hắc Sơn trưởng lão, muốn thành học sinh của thư viện thì vô cùng khó khăn. Thế nhưng vị ở trước mặt tư chất bất phàm, tôi nghĩ là không có vấn đề gì. Thật ra Ngô Bình cũng lo về một loạt phiền toái sắp. Tới, vì thế cậu hỏi Hắc Sơn trưởng lão, người nào cũng có thể tham gia đại hội tuyển tài sao? Hắc Sơn trưởng lão, đúng thế, chỉ cần là nhân tộc thì đều có thể tham gia cả. Ông ta giải thích thêm cho Ngô Bình, tuyển tài đại hội thật ra là để tuyển chọn nhân tài cho 4 thư viện lớn. Trong đó, thư viện ở bên trong Kim Đô gọi là Thư viện Kim Long. Thư viện truyền thừa đã lâu, có rất nhiều tri thức và tài nguyên, dần dần biến thành thành học viện, rất nhiều nhân vương và chúa tể đến từ các học viện này. Ví dụ như chúa tể hiện tại cũng từng học tại Thư viện Kim Long, nay là Học viện Kim Long. Người tham gia đại hội tuyển tài tới từ các nơi của Thánh Cổ Đại Lục. Chỉ 100 người lọt vào top 100 của đại hội mới có thể tham gia cuộc thi của học viện. Mà cuộc thi tuyển của học viện còn khó hơn, mỗi lần học. Viện chỉ tuyển được 10 mấy người, mà cứ 5 năm một lần chiêu sinh, chia đều ra thì mỗi năm tuyển 3-4 người mà thôi. Nghe xong, Ngô Bình hỏi, khi nào đại hội tuyển tài diễn ra? Có thể tham gia bất cứ lúc này vì nó kéo dài tới nửa năm, 2 tháng sau mới kết thúc. Ngô Bình hỏi quá trình thi tuyển. Hắc Sơn trưởng lão thành thật đáp. Hóa ra đại hội này rất nghiêm khắc, mỗi một hạng mục thi thì đều có điểm, tổng điểm sẽ cộng tất cả lại sau khi đại hội kết thúc, 100 người điểm cao nhất sẽ có slot tiến vào thi trong Học viện Kim Long. Còn về cuộc thi của Học viện Kim Long thì mỗi lần mỗi khác, cái này thì Hắc Sơn trưởng lão cũng không biết nhiều. Sau khi hỏi xong, Ngô Bình mới nói với Thanh Ngưu, tạm thời không giết, anh canh chừng ông ta, chờ tôi vào được học viện rồi hãng thả. Thanh Ngưu gật đầu, tay túm một cái, Hắc Sơn trưởng lão biến mất, cũng không biết là giam giữ ở đâu. Công tử, đại hội tuyển tài chỉ là một cơ hội. Cậu có tư chất phi phàm, muốn giành slot 100 cũng không khó. Ngô Bình thấy anh ta nói tới chuyện học viện thì cười hỏi, không tin tôi có thể thi đậu học viện. Thanh Ngưu, cậu có cơ hội nhưng cuối cùng thế nào thì tôi không dám đảm bảo. Ngô Bình gật đầu, xem ra muốn trở thành học sinh của học viện thì khá khó. Việc này tạm thời bỏ qua, chờ tôi bán xong hàng đợt này rồi thì sẽ tới Kim Đô. Trong mấy ngày kế, ngày nào Ngô Bình cũng luyện đan, mấy người Triệu Vân Cơ giúp cậu quản lý thân đan các. Rảnh rỗi rồi, Ngô Bình đã giúp họ tăng tu vi. Đảo mắt đã qua nửa tháng, Ngô Bình đã bán được gần hết đan dược,
cậu quyết định tới Kim Đô tham gia đại hội tuyển tài. Sau khi bàn bạc, cậu định dẫn theo Thanh Ngưu và Liễu Mi, Phương Lập và Triệu Vân Cơ ở lại quản lý thần đan các. Kim Đô cách chỗ họ khá xa, ba người đi một hồi thì nghỉ. Bây giờ Ngô Bình mới cảm thấy đại lục này rộng lớn. Ở thế tục, thậm chí là ở tiên giới, mỗi lần cần đi đâu, cậu không tốn nhiều thời gian. Nhưng mà lần này cậu đã nghỉ ngơi ba lần mà chưa thấy ranh giới của Kim Đô nữa. Lúc này, ba người tiến vào một thị trấn không lớn. Vừa đáp đất thì Ngô Bình đã ngửi thấy mùi thịt, cậu nhìn sang hướng kia thì thấy một tiệm ăn. Bên ngoài tiệm ăn có dựng vài cái lều, trong lầu chứa khoảng 7, 8 bàn. Sâu hơn nữa thì còn thấy thêm vài bàn, việc làm ăn không tệ, gần như bàn nào. Cũng đều đầy khách. Mấy người tìm bàn lớn ngồi xuống, phục vụ chạy tới, thân thiện hỏi, ăn gì ạ? Ngô Bình hỏi, có món gì ngon? Sao ở chỗ rách nát thì làm gì có đồ ngon? Câu trả lời của phục vụ nhíu mày, ai buôn bán mà nói thế chứ? Cậu cũng không định so đo nên nói, có gì bưng lên hết đi. Phục vụ sửng sốt, bưng hết. Hắn ta nhìn thoáng qua Ngô Bình rồi nói, quý khách, giá không rẻ đâu ạ. Ngô Bình không khách sáo, bớt làm nhảm đi, bảo bưng hết lên thì cứ bưng đi. Phục vụ chạy vào bếp, chốc lát sau đã mang thịt thú, tay gấu, gà nướng, thịt dê. Lên hết. Ngô Bình xé xuống một cái đùi gà, ăn vào thì thấy mùi vị cũng tạm. Thoáng chốc bàn đã được lấp đầy, may mà lượng món ăn của tiệm này không nhiều lắm, bằng không Ngô Bình còn phải ghép thêm cái bàn lớn nữa, bằng không thì chẳng còn chỗ để. Khách những bàn khác thấy Ngô Bình gọi nhiều như thế thì đều lắc đầu như đang nghĩ cậu là thằng ngốc. Liễu Mi nhắc nhở, công tử, tôi cảm thấy nơi này có vấn đề. Ngô Bình, tôi cũng nhận thấy được, đồ những người khác gọi rất ít. Hơn nữa ăn cũng không nhiều. Quái lạ, rõ ràng mùi vị không dở, vì sao họ không ăn? Hơn nữa đây đều là người tu hành, sức ăn phải rất mạnh, gọi chút xíu như thế nào đủ ăn. Cậu vừa nói xong, mặt đất bỗng rung chuyển, bốn con quái vật thân người đầu hổ xuất hiện trên đường. Chúng cao hơn ba thước, thân hình khổng lồ, dãm cho. Mặt đất rung chuyển. Đám người đầu hổ này vào tiệm ăn, ánh mắt quét qua rồi tiến lên. Thanh Ngưu nhìn đám người đầu hổ này thì truyền âm, công tử, những tên này là tộc đầu hổ của thú tộc, thích bắt người làm nô lệ và thức ăn. Những tên này thích thức ăn có sức ăn mạnh và nô lệ có sức lớn, thảo nào những kẻ này không dám ăn nhiều, chắc là lo bị đối phương nhằm vào. Ngô Bình nhíu mày, lúc này cậu mới cảm giác được là nhân tộc ở thánh cổ này có địa vị không cao, ngay cả một đám đầu hổ cũng dám nhắm vào nhân tộc. Thấy tộc đầu hổ, phục vụ đã trốn đi, thực khách trên bàn cũng cúi đầu. Lúc này, một tên đầu hổ đi tới trước bàn Ngô Bình. Vươn tay túm Liễu Mi rồi cười hô hị nõn chắc vị ngon lắm. Con ả này trắng. Bốp, tay vừa rơi xuống, Ngô Bình đã tung trưởng. Tay tên đầu hổ đau đớn, gã giận tím mặt, phát ra tiếng hổ gầm, há mồm định cắn Ngô Bình. Chạy mau. Những người còn lại thấy Ngô Bình dám chống lại tộc đầu hổ thì đều chạy trốn, trong tiệm chỉ còn lại đám Ngô Bình và bốn tên đầu hổ. Thấy tên đầu hổ muốn ăn mình, Ngô Bình rút bạch hổ kiếm tiên rồi, kiếm quang lóe lên, đầu của tên kia bị chém xuống. Ba tên đầu hổ còn lại hoảng hồn, thấy Ngô Bình lợi hại như thế thì xoay người bỏ chạy. Kiếm trong tay Ngô Bình bay múa, ba tên kia còn chưa chạy xa thì đầu cũng rơi xuống đất, chết thảm bên đường. Chém xong, Ngô Bình gọi phục vụ, ra đi. Phục vụ há miệng, run rẩy đi tới, công tử cần gì? Ngô Bình hỏi, những tên đầu hổ kia tới từ đầu, sao lại đến chân bắt người? Phục vụ nói, ngàn dặm về phía tây có một tộc đầu hổ định cư, mới tới khoảng hơn năm trước, sau đó người chung quanh đều sống trong cảnh khổ sở, thường có kẻ bị bắt làm nô lệ, thậm chí ăn sạch. Nơi này không có nhân vương à, cậu hỏi. Phục vụ cười khổ, vốn là có một nhân vương nhưng đã bị dị tộc chém chết. Sau đó chúng ta không còn ai bảo vệ, bằng không cũng không rơi vào cảnh này. Ngô Bình, tộc đầu hổ chiếm giữ chung quanh, có bao nhiêu người? Phục vụ, tôi cũng không rõ, khi nhân vương còn sống đã từng thống kê, khi đó có hơn 1 tỷ. Nói tới đó, phục vụ vội nói, công tử, các người mau chạy đi, nhiều đầu hổ sắp chạy tới rồi, khi đó các vị đi không được đâu. Trong lòng Ngô Bình tức giận, tới ai tôi giết sạch. Cậu ngồi xuống bảo phục vụ mang rượu lên. Phục vụ hết cách, hắn ta cũng muốn chạy. Hiện tại chỉ có thể đi chuẩn bị rượu cho Ngô Bình. Liễu Mi thở dài, thánh cổ đại lục này quá tàn khốc,
con người lại trở thành đồ ăn của dị tộc. Nghe đến đó, Ngô Bình lập tức nổi nóng, hỏi, người nào mà to gan như thế? Dương Ngọc Thanh lấy ra một danh sách, nói, mấy ngày nay, tôi cho người điều tra, đại khái đã tìm hiểu rõ ràng về đám người này. Ngô Bình vừa xem thì phát hiện những người gây rối này đều là thế gia tu hành ở Giang Nam, có võ học thế gia, còn có một số ít là người nhà của quan to trong triều. Trước khi Giang Nam Vương là cậu xuất hiện, những người này hô mưa gọi gió ở Giang Nam, chính quyền địa phương cũng không dám quản bọn họ. Đặc biệt là những người là thân thích của quan to trong triều, bọn họ chính là thổ hoàng đế ở chỗ này. Nhìn thấy thân phận của mấy người này, Ngô Bình không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cậu nói, thế gia tu hành thì không nói, thủ đoạn của bọn họ vượt xa thường nhân. Còn quan to ở đại hạ lại dựa vào cái gì mà dám đối kháng với bổn vương? Dương Ngọc Thanh im lặng vài giây, nói, ở đại hạ có một lời đồn, nói là Giang Nam vẫn ở đại hạ, vương cũng chịu sự quản thúc của đại hạ, tạm quản Giang Nam. Nhóm người này có hậu phương rất vững, hơn nữa bọn họ cũng không biết thân phận thật sự của vương, đương nhiên cũng sẽ không xem vương của tôi là vương. Ngô Bình cười lạnh, bọn họ thật sự coi bản thân cao quá rồi. Lão Dương, theo anh thì chuyện này nên xử lý thế nào? Dương Ngọc Thanh trả lời ngay lập tức, nói, giết một người răn trăm người. Ngô Bình cảm thấy thật hài lòng, hỏi hắn, có ai được chọn không? Dương Ngọc Thanh lấy ra một danh sách, trên đó có ba thế lực, cả ba thế lực này đều vô cùng lớn. Trong ba thế lực này, một cái là thế gia tu hành, nhà họ Uông, một cái là bang phái Tứ Long Bang, một cái là quan to trong triều, em trai của hình bộ thượng thư, Hoàng Triều Tân. Dương Ngọc Thanh, Vương, ba thế lực này liên tục gây rối. Tứ Long Bang là kiêu ngạo nhất, còn đánh chết người mà chúng ta phái đi, Hoàng Triều Tân là bá đạo nhất, hắn chiếm cửa hàng, xí nghiệp của nhà người ta, ép mua ép bán, nhà họ Uông là chỗ cao cao tại thượng nhất, thậm chí còn khinh thường khi thấy người của chúng ta, trước đây người của chúng ta không có cách nào tiếp cận được nhà họ Uông. Trong danh sách viết rất rõ ràng, nhà họ Uông là hậu phương của một số thế lực ngầm, thường xuyên phái côn đồ, đi hà hiếp dân lành, cướp đoạt địa bàn. Ngô Bình nói, hôm nay tôi đi xử lý mấy chỗ này. Sau khi hỏi thêm một chút chuyện khác, Ngô Bình lập tức nói Dương Ngọc Thanh lui ra, sau đó cậu gọi Liễu Kim Long và Nghiêm Lãnh Thạch đến, nói bọn họ đi đến nhà họ Uông một chuyến. Hai người Liễu Nghiêm đương nhiên biết tình huống của nhà họ Uông, tác phong của nhà họ Uông tàn nhẫn. Dân chúng không biết đến thế lực này nhiều lắm, nhưng trong tay đối phương lại khống chế đến 7 bang hội, trải rộng khắp Giang Nam, thậm chí là ngoài khu vực Giang Nam. Ngô Bình ở nhà chờ tin, nửa tiếng sau, Liễu Kim Long và Nghiêm Lãnh Thạch trả lời, trên người hai người đều nồng nặc mùi máu. Thế nào, cậu hỏi. Nghiêm Lãnh Thạch, nhà họ Uông có chỗ dựa, có một vị trưởng lão của tông môn hạng hai. Ngô Bình cười lạnh, một tông môn hạng hai mà lại kiêu ngạo như thế. Nghiêm Lãnh Thạch, bọn tôi đã báo thân phận của cậu, gia chủ của bọn họ đều bị dọa đến trắng bệch, vài người quản sự tự động bước ra, chặt một tay của mình trước mặt mọi người, có một người cũng lao cổ, hy vọng cậu có thể tha thứ cho bọn họ. Ngô Bình ừm một tiếng, thái độ cũng không tệ lắm. Liễu Kim Long, nhà họ Uông đồng ý ra mặt thanh trừ Tứ Long Bang, chúng ta cũng đi theo bọn họ. Bây giờ nòng cốt của Hắc Long Bang đều đã được thanh trừ, nhân viên còn lại cũng đã vào nhà họ Uông. Ngô Bình thật vừa lòng, được rồi. Từ giờ trở đi thế gia tu hành, thành viên bang phái sẽ không tiếp tục gây sự nữa. Cậu dừng một chút, nói các người đi một chuyến đến đại hạ, đưa cái tên hình bộ thượng thư kia đến đây. Liễu Kim Long và Nghiêm Lãnh Thạch nhìn nhau, thượng thư chính là chức quan to nhất phẩm, cứ bắt đến như thế à? Ngô Bình nói, lấy hai tấm chân phù này, các người chỉ lo bắt người, nếu đại hạ bất mãn sẽ đến tìm tôi. Chân phù mà cậu đưa, có thể tăng thực lực của hai người lên rất nhiều, không sợ đau thương hỏa khí, có thể tăng thực lực hai người lên cao nhất. Tu vi của Liễu Kim Long và Nghiêm Lãnh Thạch dưới sự trợ giúp của Ngô Bình đã tiến triển rất nhanh, hơn nữa lấy thủ đoạn của bọn họ và chân phù, việc bắt hình bộ thượng thư cũng không khó. Ngô Bình ở nhà tu luyện, tiêu hóa những truyền thừa của vạn kiếm tổ sư, ngưng tụ cấm kỹ thuật pháp. 3 giờ chiều, một người đàn ông cao gầy. Chừng 50 tuổi bị bắt sang đây, ông ta vừa kinh ngạc vừa giận dữ, nhìn thấy Ngô Bình, ông ta sửng sốt một chút, hỏi các hạ chính là Giang Nam Vương. Ngô Bình cười nói, Hoàng Thượng Thư, đắc tội. Thân là hình bộ Thượng Thư, ông ta đương nhiên biết rõ bối cảnh và thực lực của Ngô Bình,
vị này chính là nhân vật mà cả Thái hậu và Hoàng đế cũng không dám vô lễ. Hơn nữa, ôn ta còn biết được một tin mới, người này có thể là đệ tử cốt lõi của Chí Tôn Kiếm Đường, là người đệ nhất kiếm bảng. Hoàng thượng thư vội vàng nói, vương gia đến tìm hạ quan là có việc gì phân phó sao? Ngô Bình cười nói, cũng không có chuyện gì. Em trai Hoàng Triều Tân của ông vô cùng kiêu ngạo, phạm vào trọng tội. Tôi muốn trị tội hắn, nhưng nghĩ đến ông là thượng thư đại hạ, nên muốn thương lượng với ông một chút. Mồ hôi lạnh trên trán Hoàng thượng thư túa ra, ông ta biết cho dù bây giờ Ngô Bình có bóp chết ông ta, thì Hoàng đế cũng sẽ không truy cứu nhiều. Dẫu sao chức thượng thư nếu không có người thì đổi người là được, mà vị Giang Nam Vương này lại tuyệt đối không được đắc tội. Không nói đến bối cảnh đáng sợ kia của cậu, chỉ cần cậu không vui, thì Giang Nam hoàn toàn có thể theo phe nước Tống, đó không phải là kết quả mà đại hạ có thể chấp nhận được. Trên mặt của Hoàng thượng thư lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, nói, em trai tôi thường xuyên gây chuyện cho tôi, lần này tôi nhất định sẽ không tha cho nó. Mong vương gia yên tâm, bây giờ tôi sẽ đi giáo huấn hắn một trận. Ngô Bình ừm một tiếng, nói với Liễu Kim Long, ông đưa Hoàng thượng thư về nhà thăm người thân đi. Không lâu sau đó, Hoàng thượng thư về đến nhà, đã chặt đứt bàn tay em trai mình, cắt mất một lỗ tai, sau đó đánh gãy hai chân, tuyên bố đưa toàn bộ bọn họ về thần kinh, tiếp tục trừng phạt. Ngô Bình biết, Hoàng thượng thư đang muốn cứu người nhà của em trai mình, thế nhưng cậu cũng không truy cứu quá mức, bảo đối phương để lại người hành hung để chấp nhận hình phạt, còn những người còn lại thì rời Giang Nam với Hoàng thượng thư trong cùng ngày, về thần kinh. Trong một ngày, ba thế lực có tiếng tăm nhất đều bị Ngô Bình giải quyết, trong lúc nhất thời, tỉnh Giang Nam gió yên sóng lặng, cho dù là người tu hành, bang phái giang hồ hay là con cháu nhà quyền quý, cũng không dám lại làm sằng làm bậy, tranh nhau làm công dân tuân thủ pháp luật. Sau khi Ngô Bình về đến nhà, Triệu Vân Cơ lập tức đến bái phỏng. Trước đây cậu giúp Triệu Vân Cơ chữa hết bệnh nan y, sau ngày người đó vô cùng cảm kích, nghe được Ngô Bình đã trở về nhà, lập tức đi đến bái phỏng. Triệu Vân Cơ là công chúa nước Tống, Ngô Bình khoản đãi rất nhiệt tình. Đến giữa trưa, Liễu Nghi cũng trở về từ Huyễn Không Đảo, vì thế đã đến Giang Nam tìm Ngô Bình. Trong lúc nói chuyện phiếm, nghe Ngô Bình nói muốn đi Thánh Cổ Đại Lục, hai cô gái đều có hứng thú, muốn đi cùng Ngô Bình đến Thánh Cổ Đại Lục để du ngoạn một phen. Ngô Bình nghĩ đến Thánh Cổ Đại Lục ở bên kia, có Mộng Thị, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì, vì thế lập tức đáp ứng thỉnh cầu của hai cô gái. Đêm đó đưa theo hai người đi đến Thánh Cổ Đại Lục nhờ Thánh Môn. Thánh Cổ Đại Lục, thành Mộng Hoa. Ba người đi đến cửa hàng. Hai ngày không ở đây, đan dược mà Ngô Bình để lại đã bán hết từ sớm, hơn nữa ở bên ngoài cũng để lại danh sách rất nhiều đan dược. Ngô Bình không kịp nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian lập tức mở lò luyện đan. Lần này đi tiên giới, cậu mua một lượng lớn dược liệu, có thể luyện chế được rất nhiều đan dược. Vì thế đêm đó lập tức luyện chế 7 loại đan dược cho đến lúc hừng đông. Trước khi thần đan các mở cửa, cậu đi gặp nhân vương Mộng Phi Hùng trước, bán sỉ bùa chú, pháp khí các thứ mà mình đã mua được cho đối phương. Lần giao dịch đầu tiên, Ngô Bình cũng không đưa cho đối phương quá nhiều, ở tiên giới, lô hàng này giá khoảng cỡ 100 tỷ tiền đại đạo. Mộng Phi Hùng đưa ra giá cũng khá công đạo, cho Ngô Bình 1.80 tỷ thánh thù. Hai bên muốn đổi tiền thì hơi khó. Nhưng nếu đem số thánh thủ này đi mua bí tinh cao cấp, thì có thể mua được 60 tỷ. Mà một bí tinh cao cấp, ở phía tiên giới có thể bán ra hơn 1.000 đại đạo tê, 60 tỷ bí tinh tương đương 60.000 tỷ tiền đại đạo. Đương nhiên, Mộng Phi Hùng cũng kiếm được rất nhiều tiền. 180 tỷ thánh thủ đồ vật, ít nhất cũng có thể kiếm được 500 tỷ thánh thủ. Trở về thần đan các, cậu lại tiếp tục luyện đan. Ngày hôm đó, trên kệ có rất nhiều đan dược mới. Ngoại trừ đan mà Ngô Bình luyện chế, còn có một ít đan dược mà cậu đã mua từ trong tiên khố. Hiệu quả của số đan dược này, cho dù có là ở tiên giới hay ở Thánh Cổ Đại Lục đều không có khác biệt quá lớn. Đan dược mua từ tiên khố, được đặt ở bên này, nếu cuối cùng dùng bí tinh làm tiêu chuẩn giá cả để cân nhắc, thì Ngô Bình có thể kiếm ít nhất gấp 10 lần lợi nhuận. Nói cách khác, đan dược 100 đại đạo tệ, qua tay của cậu là có thể bán ra 1.100 đại đạo tệ. Không còn nghi ngờ gì nữa, kinh doanh như thế sẽ có lợi nhuận cách xù, mà một khi có lợi nhuận cách xù như thế thì dễ dàng khiến người khác để ý đến. Vào buổi chiều, một người đàn ông mặc áo da thú màu trắng xuất hiện, hắn ta chọn một số đan dược để mua, gần như mỗi loại đều chọn ra 2 viên. Mua đan dược xong, Ngô Bình đi ra xem xét,
hắn ta lập tức đi lên hỏi, ông chủ, hình như đan dược của cậu có hơi khác biệt so với bên ngoài. Ngô Bình đánh giá đối phương, liếc nhìn một cái, cười nói, không giống nhau. Khi luyện chế đan dược thì sẽ thường xuyên xuất hiện một số ít đan dược mới, chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm. Người đàn ông áo da thú nói, phải thế không, vì sao ta lại cảm giác rất giống với đan dược của tiên giới? Ngô Bình chấn động trong lòng, hỏi lại, ngài đã từng thấy đan dược tiên giới rồi sao? Người đàn ông mặc áo da thú cười ha ha, có thấy qua vài lần. Giống như viên đan này. Hắn ta chỉ vào một loại đan dược được đặt trong ngăn tủ, nói, hình như là đại luyện hình đan, ta nói không sai đúng không? Nghe hắn ta nói như thế, Ngô Bình lập tức biết không thể giấu được, không hề phủ nhận, nói, đúng vậy. Người đàn ông cười ha ha, nếu nói như vậy, ông chủ đây chắc hẳn là đến từ tiên giới. Ngô Bình biết người này đang thử chính mình, cậu nhìn thẳng vào đối phương, hỏi, đúng là như thế thì sao, nếu không phải thì thế nào? Đối phương cười ha ha, chỉ là tôi tùy tiện hỏi thôi. Chờ đến khi người đàn ông đi rồi, Ngô Bình âm thầm phân thân ra một cái bóng đi theo đuôi hắn ta. Người đàn ông ra khỏi thành Mộng Hoa, lại bay đi một khoảng, sau đó đáp xuống ở bên trong một sơn cốc. Trong sơn cốc, một ông lão khoác áo khoác ma bào màu đen đang ngồi xếp bằng ở trên một viên đá lớn, dáng vẻ tiêu tụy, mặt đầy nếp nhăn. Người đàn ông lập tức tiến lên quỳ lạy, cung kính nói, Hắc Sơn trưởng lão, người tên Ngô Bình kia chắc chắn đến từ tiên giới. Ông già mở mắt ra, nếu đến từ tiên giới, người này nhất định đang nắm giữ cách ra vào thánh cổ đại lục. Người đàn ông, ý Hắc Sơn trưởng lão muốn nói, trên người hắn ta có thánh môn. Hắc Sơn trưởng lão, có khả năng này. Thánh môn là báu vật vô giá, nếu có thể có được nó, tộc của chúng ta nhất định có thể quật khởi. Người đàn ông, tôi quan sát thấy, tu vi của người này không cao lắm, không bằng đêm nay lập tức động thủ, bắt hắn ta đến nơi này thẩm vấn. Hắc Sơn trưởng lão, vậy mang theo vài tên cao thủ đi đến đó đi. Không cần. Trên mặt đất xuất hiện một điểm đen, sau đó điểm đen mở rộng ra thành hình chiếc đĩa, Ngô Bình chậm rãi bay lên từ trong chỗ đó. Nhìn thấy Ngô Bình, sắc mặt của người đàn ông thay đổi, cậu theo dõi ta. Ngô Bình nhàn nhạt nói, các người muốn bắt tôi, bây giờ tự tôi đưa đến cửa, đỡ phải cho các người nhọc lòng. Hắc Sơn trưởng lão đánh giá Ngô Bình, nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi, cậu rất có dũng khí. Nhưng mà ở trước mặt người có thực lực thì dũng khí cũng là vô dụng. Ngô Bình nhìn Hắc Sơn trưởng lão, ông là tu sĩ cửu biến cảnh sao? Ở thánh cổ đại lục, trên trúc cơ là nguyên anh, trên nguyên anh chính là cửu biến. Giai đoạn đầu của cửu biến tương đương với giai đoạn sau của thần thông ở tiên giới, giai đoạn sau của cửu biến tương đương với trước đạo cảnh ở tiên giới. Tu vi của vị Hắc Sơn trưởng lão này, hiển nhiên thuộc về giai đoạn đầu của cửu biến. Quả thực cũng có chút hiểu biết, ông già nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi, giao ra thánh môn. Ta có thể tha một mạng cho cậu. Ngô Bình hỏi, các người là người của bộ tộc gần đây à? Hắc Sơn trưởng lão, nói cho cậu cũng không sao, bọn ta đến từ Kim Đô. Ở trong thánh cổ đại lục, nhân vương tọa trấn gọi là thành, mà chúa tể tọa trấn thì nơi đó gọi là đô. Kim Đô, chính là nơi nào đó có vị chúa tể tọa trấn. Ngô Bình cười cười, hóa ra là người từ địa phương khác đến, khó trách lại không để tôi vào mắt. Người đàn ông kia lạnh lùng nói, không cần nhiều lời, giao thánh môn giai. Ngô Bình nói, anh Ngưu, bóng dáng của Thanh Ngưu đột nhiên xuất hiện ở phía sau Hắc Sơn trưởng lão. Hắc Sơn trưởng lão không kịp phản ứng, bàn tay của Thanh Ngưu đã ấn trên đỉnh đầu lão ta. Hắc Sơn trưởng lão đại kinh thất sắc, cậu là người phương nào? Thanh Ngưu lạnh lùng nói, tôi là ai, ông không cần phải biết. Ông là gia tộc nào ở Kim Đô? Hắc Sơn trưởng lão không dám không đáp. Nói, Dương Thị. Thanh Ngưu, Dương Thị là một trong 8 đại thị ở Kim Đô, khó trách lại kiêu ngạo đến như thế, dám động vào đạo hữu của nhân vương. Người đàn ông kia cũng lo lắng, nói, buông Hắc Sơn trưởng lão ra, nếu không thì chính là kẻ thù của Dương Thị bọn tai. Xòe tồ. Ngô Bình vung tay lên, một đường kiếm quang xuất hiện, người này lập tức đầu mình hai ngả, chế ngay tại chỗ. Thấy Ngô Bình ra tay giết người ngay lập tức. Hắc Sơn trưởng lão căng thẳng, nói, vị đạo hữu này, có chuyện gì cũng từ từ. Không có gì để nói cả. Ngô Bình nhàn nhạt nói, ông muốn chết như thế nào? Sắc mặt của Hắc Sơn trưởng lão rất khó coi, nói, đạo hữu, thực lực của Dương Thị chúng ta không thua gì nhân vương.
Giết ta rồi, nhà họ Dương nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Hơn nữa, các hạ lại đến từ tiên giới, chuyện này không chỉ có mình tôi biết, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết. Đến lúc đó, cửa hàng đan dược của đạo hữu chỉ sợ là không thể mở cửa nổi nữa. Ngô Bình nhìn chằm chằm lão ta, lời này của ông là có ý gì, sao tôi lại không thể mở cửa nổi nữa? Hắc Sơn trưởng lão, cậu có thể ra vào tiên giới nhẹ nhàng như thế, cho thấy trên người cậu có thánh môn. Thánh môn là bảo vật, ngay cả chúa tể cũng muốn có được. Ngô Bình, theo tôi được biết thì, sẽ có một khoảng thời gian thì thánh môn sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ, mỗi lần nó xuất hiện, thì các thế lực đó đều sẽ xuất hiện để tranh đoạt. Hắc Sơn trưởng lão, không sai. Chỉ là thánh môn chọn chủ, muốn khống chế nó cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng, trước mắt vẫn có mấy thế lực nắm giữ thánh môn. Ngô Bình hứng thú, bọn họ sẽ lợi dụng thánh môn để ra vào tiên giới. Hắc Sơn trưởng lão, không sai. Cứ cách một đoạn thời gian thì bọn họ sẽ thông qua thánh môn, mà phái người đi tiên giới trao đổi một ít vật tư. Ngô Bình, nói như thế, vậy thánh môn trên người của tôi nhất định sẽ bị người ta cướp đi. Hắc Sơn trưởng lão, không sai. Trừ phi cậu có thể lên thành nhân vương, được chúa tể công nhận. Chỉ có thể như thế mới có thể giữ được thánh môn. Sau khi hỏi rõ ràng mọi chuyện, Ngô Bình lập tức chuẩn bị để Thanh Ngưu giết Hắc Sơn trưởng lão. Ông ta dường như có thể cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng nói tôi có một biện pháp, có thể giúp cho cậu giữ được thánh môn. Ngô Bình, ồ, nói nghe thử xem. Hắc Sơn trưởng lão, tham gia đại hội tuyển tài ở Kim Đô, nếu được chọn, có thể tiến vào thư viện. Trở thành học sinh ở thư viện thì chỗ dựa chính là thư viện lớn mạnh, vậy thì sẽ không có ai dám có ý cướp thánh môn của cậu. Thanh Ngưu cười lạnh, ai mà không biết gia nhập vào thư viện là chuyện vô cùng khó. Mỗi năm người Kim Đô các người muốn vào thư viện thì có được bao nhiêu người? Hắc Sơn trưởng lão, muốn thành học sinh của thư viện thì vô cùng khó khăn. Thế nhưng vị ở trước mặt tư chất bất phàm, tôi nghĩ là không có vấn đề gì. Thật ra Ngô Bình cũng lo về một loạt phiền toái sắp tới, vì thế cậu hỏi Hắc Sơn trưởng lão, người nào cũng có thể tham gia đại hội tuyên tài sao? Hắc Sơn trưởng lão, đúng thế, chỉ cần là nhân tộc thì đều có thể tham gia cả. Ông ta giải thích thêm cho Ngô Bình, tuyển tài đại hội thật ra là để tuyển chọn nhân tài cho 4 thư viện lớn. Trong đó, thư viện ở bên trong Kim Đô gọi là Thư viện Kim Long. Thư viện truyền thừa đã lâu, có rất nhiều tri thức và tài nguyên, dần dần biến thành thành học viện, rất nhiều nhân vương và chúa tể đến từ các học viện này. Ví dụ như chúa tể hiện tại cũng từng học tại Thư viện Kim Long, nay là Học viện Kim Long. Người tham gia đại hội tuyển tài tới từ các nơi của Thánh Cổ Đại Lục. Chỉ 100 người lọt vào top 100 của đại hội mới có thể tham gia cuộc thi của học viện. Mà cuộc thi tuyển của học viện còn khó hơn, mỗi lần học viện chỉ tuyển được 10 mấy người. Mà cứ 5 năm một lần chiêu sinh, chia đều ra thì mỗi năm tuyển 3-4 người mà thôi. Nghe xong, Ngô Bình hỏi, khi nào đại hội tuyển tài diễn ra? Có thể tham gia bất cứ lúc này vì nó kéo dài tới nửa năm, 2 tháng sau mới kết thúc. Ngô Bình hỏi quá trình thi tuyển, Hắc Sơn trưởng lão thành thật đáp. Hóa ra đại hội này rất nghiêm khắc, mỗi một hạng mục thi thì đều có điểm, tổng điểm sẽ cộng tất cả lại. Sau khi đại hội kết thúc, 100 người điểm cao nhất sẽ có slot tiến vào thi trong Học viện Kim Long. Còn về cuộc thi của Học viện Kim Long thì mỗi lần mỗi khác, cái này thì Hắc Sơn trưởng lão cũng không biết nhiều. Sau khi hỏi xong, Ngô Bình mới nói với Thanh Ngưu, tạm thời không giết, anh canh chừng ông ta, chờ tôi vào được học viện rồi hãng thải. Thanh Ngưu gật đầu, tay túm một cái, Hắc Sơn trưởng lão biến mất, cũng không biết là giam giữ ở đâu. Công tử, đại hội tuyển tài chỉ là một cơ hội. Cậu có tư chất phi phàm, muốn giành slot 100 cũng không khó. Ngô Bình thấy anh ta nói tới chuyện học viện thì cười hỏi, không tin tôi có thể thi đậu học viện à? Thanh Ngưu, cậu có cơ hội nhưng cuối cùng thế nào thì tôi không dám đảm bảo. Ngô Bình gật đầu, xem ra muốn trở thành học sinh của học viện thì khá khó. Việc này tạm thời bỏ qua, chờ tôi bán xong hàng đợt này rồi thì sẽ tới Kim Đô. Trong mấy ngày kế, ngày nào Ngô Bình cũng luyện đan, mấy người Triệu Vân Cơ giúp cậu quản lý thần đan các. Rảnh rỗi rồi, Ngô Bình đã giúp họ tăng tu vi. Đảo mắt đã qua nửa tháng, Ngô Bình đã bán được gần hết đan dược, cậu quyết định tới Kim Đô tham gia đại hội tuyển tài. Sau khi bàn bạc, cậu định dẫn theo Thanh Ngưu và Liễu Mi, Phương Lập và Triệu Vân Cơ ở lại quản lý thần đan các. Kim Đô cách chỗ họ khá xa, 3 người đi một hồi thì nghỉ.
Bây giờ Ngô Bình mới cảm thấy đại lục này rộng lớn. Ở thế tục, thậm chí là ở tiên giới, mỗi lần cần đi đâu, cậu không tốn nhiều thời gian. Nhưng mà lần này cậu đã nghỉ ngơi 3 lần mà chưa thấy ranh giới của Kim Đô nữa. Lúc này, 3 người tiến vào một thị trấn không lớn. Vừa đáp đất thì Ngô Bình đã ngửi thấy mùi thịt, cậu nhìn sang hướng kia thì thấy một tiệm ăn. Bên ngoài tiệm ăn có dựng vài cái lều, trong lều chứa khoảng 7-8 bàn. Sâu hơn nữa thì còn thấy thêm vài bàn. Việc làm ăn không tệ, gần như bàn nào cũng đều đầy khách. Mấy người tìm bàn lớn ngồi xuống, phục vụ chạy tới, thân thiện hỏi, ăn gì ạ? Ngô Bình hỏi, có món gì ngon? Ở chỗ rách nát thì làm gì có đồ ngon, câu trả lời của phục vụ nhíu mày, ai buôn bán mà nói thế chứ? Cậu cũng không định so đo nên nói, có gì bưng lên hết đi. Phục vụ sửng sốt, bưng hết. Hắn ta nhìn thoáng qua Ngô Bình rồi nói, quý khách, giá không rẻ đâu ạ. Ngô Bình không khách sáo, bớt làm nhảm đi, bảo bưng hết lên thì cứ bưng đi. Phục vụ chạy vào bếp, chốc lát sau đã mang thịt thú, tay gấu, gà nướng, thịt dê. Lên hết, Ngô Bình xé xuống một cái đùi gà, ăn vào thì thấy mùi vị cũng tạm. Thoáng chốc bàn đã được lấp đầy, may mà lượng món ăn của tiệm này không nhiều lắm, bằng không Ngô Bình còn phải ghép thêm cái bàn lớn nữa, bằng không thì chẳng còn chỗ để. Khách những bàn khác thấy Ngô Bình gọi nhiều như thế thì đều lắc đầu như đang nghĩ cậu là thằng ngốc. Liễu Mi nhắc nhở, công tử, tôi cảm thấy nơi này có vấn đề. Ngô Bình, tôi cũng nhận thấy được, đồ những người khác gọi rất ít. Hơn nữa ăn cũng không nhiều. Quái lạ, rõ ràng mùi vị không dở, vì sao họ không ăn? Hơn nữa đây đều là người tu hành, sức ăn phải rất mạnh, gọi chút xíu như thế nào đủ ăn. Cậu vừa nói xong, mặt đất bỗng rung chuyển, 4 con quái vật thân người đầu hổ xuất hiện trên đường. Chúng cao hơn 3 thước, thân hình khổng lồ, giảm cho mặt đất rung chuyển. Đám người đầu hổ này vào tiệm ăn, ánh mắt quét qua rồi tiến lên. Thanh Ngưu nhìn đám người đầu hổ này thì truyền âm, công tử, những tên này là tộc đầu hổ của thú tộc, thích bắt người làm nô lệ và thức ăn. Những tên này thích thức ăn có sức ăn mạnh và nô lệ có sức lớn, thảo nào những kẻ này không dám ăn nhiều, chắc là lo bị đối phương nhằm vào. Ngô Bình nhíu mày, lúc này cậu mới cảm giác được là nhân tộc ở thánh cổ này có địa vị không cao, ngay cả một đám đầu hổ cũng dám nhắm vào nhân tộc. Thấy tộc đầu hổ, phục vụ đã trốn đi, thực khách trên bàn cũng cúi đầu. Lúc này, một tên đầu hổ đi tới trước bàn Ngô Bình, vươn tay túm Liễu Mi rồi cười hô hố, con ả này trắng nõn chắc vị ngon lắm. Bốp, tay vừa rơi xuống, Ngô Bình đã tung trưởng. Tay tên đầu hổ đau đớn, gã giận tím mặt, phát ra tiếng hổ gầm, há mồm định cắn Ngô Bình. Chạy mau! Những người còn lại thấy Ngô Bình dám chống lại tộc đầu hổ thì đầu chạy trốn, trong tiệm chỉ còn lại đám Ngô Bình và 4 tên đầu hổ. Thấy tên đầu hổ muốn ăn mình. Ngô Bình rút bạch hổ kiếm tiên rồi, kiếm quang lóe lên, đầu của tên kia bị chém xuống. 3 tên đầu hổ còn lại hoảng hồn, thấy Ngô Bình lợi hại như thế thì xoay người bỏ chạy. Kiếm trong tay Ngô Bình bay múa, 3 tên kia còn chưa chạy xa thì đầu cũng rơi xuống đất, chết thảm bên đường. Chém xong, Ngô Bình gọi phục vụ, ra đi. Phục vụ há miệng, run rẩy đi tới, công tử cần gì? Ngô Bình hỏi, những tên đầu hổ kia tới từ đầu, sao lại đến trấn bắt người? Phục vụ nói, ngàn dặm về phía tây có một tộc đầu hổ định cư, mới tới khoảng hơn 1 năm trước, sau đó người chung quanh đều sống trong cảnh khổ sở, thường có kẻ bị bắt làm nô lệ, thậm chí ăn sạch. Nơi này không có nhân vương à, cậu hỏi. Phục vụ cười khổ, vốn là có một nhân vương nhưng đã bị dị tộc chém chết. Sau đó chúng ta không còn ai bảo vệ. Bằng không cũng không rơi vào cảnh này. Ngô Bình, tộc đầu hổ chiếm giữ chung quanh, có bao nhiêu người? Phục vụ, tôi cũng không rõ, khi nhân vương còn sống đã từng thống kê, khi đó có hơn 1 tỷ. Nói tới đó, phục vụ vội nói, công tử, các người mau chạy đi, nhiều đầu hổ sắp chạy tới rồi, khi đó các vị đi không được đâu. Trong lòng Ngô Bình tức giận, tới ai tôi giết sạch. Cậu ngồi xuống bảo phục vụ mang rượu lên. Phục vụ hết cách, hắn ta cũng muốn chạy, hiện tại chỉ có thể đi chuẩn bị rượu cho Ngô Bình. Liễu Mi thở dài, thánh cổ đại lục này quá tàn khốc, con người lại trở thành đồ ăn của dị tộc. Ngô Bình thản nhiên nói, chuyện này cũng không kỳ quái, thời kỳ nhân loại mạnh mẽ, cũng không phải họ cũng ăn thịt các sinh linh khác sao. Thế giới này không có biện pháp bảo vệ động vật, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thì sống.
Thanh Ngưu, công tử đang muốn hỏi đến chuyện ở nơi này. Thanh Ngưu hỏi phục vụ, tộc đầu hổ này có tu vi cao nhất là cỡ nào? Phục vụ suy nghĩ một lát, nói từng có một cường giả thất biến của nhân tộc đi ám sát cường giả của tộc đầu hổ, cuối cùng bị thương nặng nên rút lui. Thanh Ngưu, có thể đánh cho cường giả thất biến bị thương thì thực lực ít nhất cũng phải cỡ bát biến. Nguyên Anh thượng cửu biến, nhìn tên là biết có 9 lần dị biến, mỗi lần dị biến đều có phương hướng khác nhau, cấp bậc dị biến cũng khác nhau. Nhưng trên cơ bản, thì số lần dị biến càng nhiều, thì thực lực của tu sĩ càng mạnh. Thật ra cửu biến không chỉ có tu sĩ nhân tộc, nhìn ra toàn bộ thánh cổ đại lục, gần như tất cả các tộc đều có cùng giai đoạn tu hành cửu biến. Chẳng qua là so với cửu biến của nhân tộc, thì các dị tộc khác lại tập trung hơn, ví dụ như biến đổi về thể chất, sức mạnh, tốc độ vân vân. Cường giả nhân tộc thất biến nhìn chung cũng không yếu, nhưng thực tế thì sức chiến đấu ra sao thì phải nhìn vào khác biệt của mỗi người. Dị biến mạnh mẽ, cho dù có là dị biến thế nào cũng có thể đánh chết tu sĩ. Cửu biến, mà dị biến yếu kém, cho dù có là cửu biến cũng chả có uy lực gì. Cho nên, để phân biệt cửu biến có mạnh hay không, cửu biến được chia ra làm hạ cửu biến, trung cửu biến, thượng cửu biến, địa cửu biến, thiên cửu biến. Nhưng hầu hết tu sĩ đều chỉ có thể là hạ cửu biến hoặc là kém hơn. Kém biến thậm chí còn yếu hơn hạ cửu biến, thậm chí sẽ càng ngày càng yếu đi, cho nên bị coi là dị biến thất bại. Tu sĩ có thể thành trung cửu biến chỉ có 2% tu sĩ, thượng cửu biến tu sĩ lại càng nhỏ hơn, 1 phần triệu mới có 1. Còn về địa cửu biến và thiên cửu biến, là 1 phần tỷ mới có 1, khó càng thêm á khói. Nói chung, khi nói về chuyện một tu sĩ là dị biến bao nhiêu, thường sẽ đề cập đến cấp bậc dị biến của hắn, như hạ tam biến, thượng tam biến hoặc là địa tam ý biến. Trung bát biến cường giả, anh Ngưu có thể đối phó được chứ? Thanh Ngưu, không thành vấn đề. Cho dù là thượng bát biến, tôi vẫn có thể giết được. Chỉ là tộc, đầu hổ không phải chỉ có 1-2 người, muốn đuổi bọn họ đi chỉ sợ là không dễ dàng gì. Ngô Bình, vậy thì đánh du kích, hôm nay giết một tên, ngày mai giết một tên, tôi xem bọn họ có thể duy trì được bao lâu. Nói đến đây, phục vụ nghe được dụng ý của Ngô Bình, cậu ta lập tức có vẻ kích động, nói công tử thật sự muốn giết đầu hổ tộc sao? Ngô Bình gật đầu, thân là một phần của nhân tộc, nhìn đồng loại của mình trở thành đồ ăn, sao tôi có thể ngồi xem mà mặc kệ được. Phục vụ quỳ xuống đất, phát ra một tiếng cộp, dập đầu với Ngô Bình, Ngô công tử, tiểu nhân nguyện ý đi theo công tử bất kể nơi nào, làm trâu làm ngựa. Ngô Bình đỡ cậu ta dậy, hỏi tộc đầu hổ từng làm tổn thương cậu. Vẻ mặt cậu phục vụ oán hận, nói anh trai và vợ tôi đều bị bắt đi làm nô lệ. Ngô Bình, tộc đầu hổ muốn nô lệ nhân loại làm gì? Phục vụ, thế giới này rất lớn, tộc đầu hổ cũng cần khai thác mỏ, làm ruộng, xây nhà vân vân. Sau khi nô lệ nhân tộc đến đó, cái gì cũng làm, mà người của tộc đầu hổ lại ngồi mát ăn bát vàng. Tộc đầu hổ khống chế bao nhiêu nô lệ nhân tộc? Ít nhất cũng mấy trăm vạn nô lệ, hơn nữa đều là tuổi trẻ khỏe mạnh. Thế nhưng, làm nô lệ cho tộc đầu hổ phải làm việc cường độ cao. Gần như mỗi tháng đều có mấy vạn người mệt chết bệnh chết, cho nên tộc đầu hổ liên tục bổ sung nô lệ mới. Tộc đầu hổ ở đâu? Ở thành Tinh Nguyệt, phục vụ nói, nơi đó từng là thành trì nhân vương tọa trấn, sau đó đã bị tộc đầu hổ chiếm. Loại tình huống như thế này, nhân vương ở nơi khác không quản đến sao? Phục vụ lắc đầu, mỗi nhân vương có địa bàn của mình, địa phương quá xa ngoài tầm với. Cho dù là chúa tể, cũng không có khả năng can thiệp đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Ngô Bình nhíu mày, mấy trăm vạn nô lệ, hơn 1 tỷ nhân sinh sống trong nước sôi lửa bỏng, đây không phải là chuyện nhỏ. Tôi nhân danh nhân tộc, dốc toàn lực tiêu diệt tộc đầu hổ, cậu nhắm mắt lại, tỉnh thần tiến vào huyền thiên mộng cảnh, bên trong lấy ra cấm kỹ thuật pháp, bát kiếm trọng sơn. Cậu đã tu luyện 4 loại cấm kỹ thuật pháp, 3 loại thánh giai thuật pháp, 1 loại thiên giai thuật pháp. Cấm thuật vốn rất mạnh. Hơn nữa thánh phẩm pháp tắc và thiên phẩm pháp tắc được thêm vào, khiến cho uy lực lại càng thêm khủng bố. 3 loại thánh giai thuật pháp gồm, định quang trảm, vô gian thủ, thiên huyễn trảm, cùng với thiên giai thuật pháp tam thế trảm. 3 loại thuật pháp này của Ngô Bình đều được dung nhập không ngừng vào vô thượng kiếm điển. Theo sự hiểu biết về vương tỏa kiếm đạo của cậu càng tăng, thì kiếm pháp của cậu cũng không ngừng lớn mạnh, vạn vật vạn pháp đều trở thành kiếm. Tất nhiên, không cần thuật pháp. Kiếm thuật của cậu cũng đã kinh người rồi. Rất nhanh,
cậu đứng dậy đi vào bên trong phố, phía sau cậu hiện lên 8 cây kiếm khổng lồ, cậu thử thi triển bát kiếm trọng sơn. Trước đây khi cậu thi triển thất kiếm trọng sơn ở sau núi, thì cả người đều không còn chút sức nào, bây. Giờ tu vị của cậu đã có tiến bộ, bí thần mạnh mẽ, muốn thử dùng bát kiếm trọng sơn. 8 cây kiếm vừa hiện ra, thiên địa biến sắc, mây trời cuồn cuộn. Sau khi lấy đà, cậu chém ra một nhát, một đường kiếm quang kinh thiên xông lên 9 tầng trời, chém ra một cái khe đen nhánh. Một kiếm này, kinh động 8 phương, quỷ thần kinh hãi, cao thủ của tộc đầu hổ đều nhìn về phía nơi này. Chém ra một kiếm này, Ngô Bình cũng không cảm thấy quá mức suy yếu, hiện tại cậu biết thực lực của mình đã mạnh hơn rất nhiều so với khi tu luyện thất kiếm trọng sơn. Thanh Ngưu không khỏi tán thưởng, tôi vẫn đánh giá thấp thực lực của công tử. Chỉ bằng một kiếm này, thì ngay cả tu sĩ thượng bát biến cũng chưa chắc đã có thể tiếp được. Nửa giờ sau, một đám cao thủ tộc đầu hổ đuổi đến, ước chừng có cỡ 100 người. Đám tộc đầu hổ này đều mang theo sát khí, trong đó có cao thủ cấp dị biến. Xác chết của mấy tên tộc đầu hổ vẫn còn ở đầu đường. Đám tộc đầu hổ này thấy tộc nhân bị giết, một đám hổ gầm lên liên tục, một tên lông tóc màu tím dẫn đầu đám tộc đầu hổ, hắn lạnh giọng hỏi, là ai giết đồng bào của tộc ta? Ra đây nhận lấy cái chết. Ngô Bình đứng dậy, tay cậu cầm bạch hổ tiên kiếm, nhàn nhạt nói, ta không vừa mắt mấy tên hổ yêu này, nên tiện tay giết. Các ngươi muốn báo thù sao? Muốn báo thù, thì đi theo ta. Nói xong, cậu lập tức bay đến nơi hoang vắng. Dẫu sao chỗ này cũng là nơi đông đúc nhân tộc cư trú, lỡ như xung đột, rất dễ ảnh hưởng đến người vô tội, cho nên cậu muốn tìm một nơi hoang dã. Cao thủ tộc đầu hổ lập tức đuổi theo, Thanh Ngưu cũng đứng dậy ngay sau đó. Sau khi bay ngàn dặm, Ngô Bình dừng ở trước một bãi đá, cách đó không xa là một con sông lớn cuồn cuộn, xung quanh hoang vắng. Ở Thánh Cổ Đại Lục, nơi giống thế này có rất nhiều. Nhóm tộc đầu hổ lần lượt rơi xuống, nhìn chằm chằm Ngô Bình. Tộc đầu hổ lông tím kia lạnh lùng nói, nhân loại hèn hạ, lá gan của ngươi không nhỏ, ta sẽ ăn sống ngươi từ từ, để ngươi cảm thấy vô cùng đau đớn. Ngô Bình, trùng hợp, ta vẫn chưa từng ăn thịt đầu hổ, không biết là so với thịt đầu heo thì cái nào ngon hơn. Chết đi, tộc đầu hổ lông tím giống to một tiếng, lập tức nhào tới phía Ngô Bình. Trong tay hắn nắm một thanh tử kim bát giác chùy, một đầu nối với dây xích thật dài. Người chưa đến, mà bát giác chùy đã đập, mạnh đến hướng của Ngô Bình. Ngô Bình vậy mà duỗi tay tiếp được, sau đó đánh trả ngược lại hướng của chùy bát giác. Hắn dùng, chính là tiếp dẫn thần công. Bát giác chùy đánh trả lại gấp mấy lần tốc độ vung ra, cao thủ tộc đầu hổ lông tím dùng hết sức kéo dây xích, muốn khống chế chùy bát giác. Nhưng sức quá lớn, lại mang theo kinh lực quỷ dị. Hắn không giữ chặt, cả người đều bị bay đi. Ngay khi thân thể của tộc đầu hổ bay lên, trong nháy mắt, Ngô Bình chém ra một kiếm, chính là ngữ kiếm trọng sơn. Cậu dùng không gian pháp tắc, một ý kiếm này vừa ra, đã đánh vào đỉnh đầu của đối phương, đánh mạnh xuống. Tộc đầu hổ kia gầm một tiếng, quanh thân có một đường kim quang này tựa như bài từ vạn pháp diệu dụng, còn có năng lực phòng ngự rất mạnh. Cũng may kiếm thuật của Ngô Bình mạnh mẽ lại phức tạp. Không chỉ đơn thuần là pháp thuật, cho nên, sau một tiếng vang lớn, kim quang từ tiếng hổ gầm bị phá hủy. Sau đó, tên tộc đầu hổ kia kêu thảm một tiếng, bị một kiếm chém thành hai nửa. Sau khi giết chết tên tộc đầu hổ, trong nháy mắt, Ngô Bình cảm nhận được trong hư không có một lồng sức mạnh huyền diệu, thẩm thấu thâm nhập vào thân thể của cậu thông qua lỗ chân lông. Lồng năng lượng đó ngưng tụ thành một cái bóng có hình đầu mãnh hổ ở cấm thần bên trong cơ thể. Ngô Bình biết, đây là nhân tộc cấm kỵ của mình đang cắn nuốt luồng sức mạnh cấm kỵ bị pha loãng trong huyết mạch của tộc đầu hổ. Giống như khi tự thức tỉnh cấm kỵ của bản thân thì có thể gia tăng sức mạnh thông qua cách cắn nuốt cấm kỵ khác. Cậu không nghĩ đến, bên trong huyết mạch của tộc đầu hổ này thế mà lại có sức mạnh cấm kỵ. Chuyện này chứng tỏ trong các vị tổ tiên của tộc đầu hổ, có một vị cường giả đã mở ra cấm kỵ của bản thân, cũng truyền thừa lại loại huyết mạch cấm kỵ này xuống cho con cháu. Nói như thế, chỉ có cấm kỵ vô cùng mạnh mẽ mới có thể truyền lại cho con cháu thông qua huyết mạch. Loại truyền thừa này, cùng loại với vương tộc, nhưng hậu thế muốn kích hoạt hoàn toàn sức mạnh của huyết mạch cũng không dễ dàng gì. Những tên tộc đầu hổ kia nhìn thấy như thế cũng vô cùng kinh hãi, giống giận mà lao về phía Ngô Bình. Nhưng mà thực lực trả bọn họ đều không bằng đồng bạn đã chết, thân hình của Ngô Bình biến mất, từng đường kiếm quang cắt lung tung lên bãi đá. Thế nhưng chỉ một lát sau,
nhưng tên tộc đầu hổ ở đây đều bị Ngô Bình chém chết, cấm thần lại hấp thu thêm càng nhiều sức mạnh cấm kỵ. Sau khi giết chết đám tộc đầu hổ này, Ngô Bình nói Liễu Mị đi lấy đồ ở trên người đám tộc đầu hổ. Trên người của mỗi tên đều có một cái nhẫn chữ vật, bên trong đó chứa không ít đồ vật, chắc chắn là có thứ gì đó đáng tiền. Liễu Mị, anh Bình, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Sau khi thân thiết với Ngô Bình được một khoảng thời gian, Liễu Mị đã sửa miệng gọi Ngô Bình là anh, trong lời nói tràn đầy sự thân mật. Đuổi giết mấy tên tộc đầu hổ đơn độc. Cứ như vậy, trong mấy ngày liên tiếp, mấy người Ngô Bình đều mai phục tại nơi mà nhân tộc tụ tập. Những chỗ đó là nơi mà gần như tộc đầu hổ phải đến để càn quét mỗi ngày. Một khi gặp phải, Ngô Bình sẽ lập tức giết chết bọn chúng. Trong mấy ngày, Ngô Bình đã giết hơn 1.000 tên đầu hổ tộc, sức mạnh cấm kỵ được hấp thụ càng ngày càng nhiều, cuối cùng thế mà lại hình thành một vầng sáng ở phía sau cấm thần. Vầng sáng này gọi là cấm hoàn. Mỗi khi cấm thần hấp thụ thêm một loại sức mạnh cấm kỵ, thì sẽ ngưng thụ thành một cấm hoàn. Sau khi cấm hoàn đã đủ mạnh rồi, thì có thể hóa thành cấm thuật. Một lượng lớn người trong tộc bị giết, tộc trưởng tộc đầu hổ vô cùng giận dữ, xuất động rất nhiều cao thủ đi tuần tra các nơi. Nhưng mà, những cao thủ được phái ra, đều bị giết chết không thương tiếc. Đến ngày thứ 10, Ngô Bình đã giết trên chục nghìn tên tộc đầu hổ, trên cấm hoàn xuất hiện phù văn cấm kỵ, chuyện này cho thấy cậu đã có thể tu luyện cấm thuật thông qua cấm hoàn. Lúc này, nhóm người ở phía trên của tộc đầu hổ cuối cùng cũng không ngồi yên nổi, phái ra một lượng lớn cao thủ, đi khắp nơi đuổi bắt cậu. Ngô Bình vì để dễ bề che giấu, cậu đã bảo Thanh Ngưu và Liễu Mị ẩn thân ở bên trong phố, một mình cậu đi giết chóc khắp nơi. Lúc này, cậu thúc giục hơi thở cấm hoàn, phía sau sẽ lập tức xuất hiện hình ảnh một con mãnh hổ gào thét điên cuồng, chuyện này cho thấy cậu đã nắm giữ được cấm thuật của tộc đầu hổ. Vì thế, cậu lắc mình biến hóa, hóa thành một tên tộc đầu hổ. Bắt đầu táo bạo trắng trợn mà tiến vào hàng ngũ bên trong của một số đội ngũ của tộc đầu hổ, sau đó đại khai sát giới. Một tháng sau, số lượng người của tộc đầu hổ mà Ngô Bình chém giết đã lên đến 50.000 tên. Trong khoảng thời gian này, có vài lần cậu bị cao thủ của tộc đầu hổ vây khốn, nhưng lần nào cũng có thể chạy thoát được, còn có thể giết ngược lại rất nhiều cao thủ của tộc đầu hổ. Hôm nay, Ngô Bình giết một tên có thân phận khá cao trong quý tộc của tộc đầu hổ. Giết nhiều như thế, cậu cũng có một số hiểu biết nhất định về đầu hổ tộc. Tộc đầu hổ dựa theo huyết mạch để thiết lập cấp bậc, sức mạnh cấm kỵ trong huyết mạch càng mạnh, thì cấp bậc cũng sẽ càng cao. Cậu giết hơn 50.000 tên tộc đầu hổ, hấp thu sức mạnh cấm kỵ bên trong huyết mạch của chúng. Bây giờ sức mạnh cấm kỵ phóng ra bên ngoài vô cùng mạnh mẽ, đã thuộc về giai cấp quý tộc trong tộc đầu hổ. Vì thế, cậu lập tức dùng thân phận của tên quý tộc kia, tiến vào bên trong thành Tỉnh Nguyệt. Quy mô của thành Tỉnh Nguyệt còn rộng hơn cả thành Mộng Hoa, lúc này có thể nhìn thấy ở trên đường cái đang có một lượng lớn nhân tộc. Chỉ là, những nhân tộc đều là nô lệ của tộc đầu hổ. Chỉ là, giữa nô lệ và ó chút khác nhau, có một số nô lệ đã hoàn toàn bị nô lệ hóa, trở thành chó săn đồng lõa với người của tộc đầu hổ, là phản đồ của nhân tộc. Vừa đến trên đường, Ngô Bình đã lập tức nhìn thấy một nô lệ tay cầm roi, đang ra sức đánh lên lưng của một nô lệ khác đang vác nặng. Cũng lớn giọng quát mắng, nhanh lên một chút. Nếu lát nữa mà muộn thì chủ tử sẽ lột ra các ngươi. Vài người nô lệ ở phía trước cho dù giận vẫn không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng đi trước. Những thứ bọn họ vác vô cùng nặng, căn bản không thể có cách nào đi nhanh được. Ngô Bình tức giận, cố ý đụng vào tên nô lệ đang cầm roi kia, hất hắn ra xa mấy thước, cú va chạm này, khiến gân cốt toàn thân hắn bị gãy hết một nửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngô Bình cả giận nói, cẩu nô, dám chắn đường của đại gia. Cậy đi lên phía trước, một chân đạp vỡ xương chậu của tên kia, đau đến mức tên phản đồ này hôn mê. Loại nô lệ này không còn giá trị gì nữa, kết cục chỉ có chờ chết. Nô lệ nhân loại nhìn thấy cảnh như thế cũng không hề phản ứng gì cả, vẫn nên làm gì thì cứ làm. Sau khi đi một vòng, Ngô Bình mới phát hiện, bên trong tộc đầu hổ cũng có thể mua bán nô lệ. Nô lệ nhân tộc bình thường có thể bán 100.000 linh thù một người, sức khỏe tốt một chút có thể bán mấy trăm nghìn, thậm chí là trên triệu linh thù. Rất nhanh cậu đã đến một chỗ chợ nô lệ, ít thì mười mấy nô lệ, nhiều thì trên 100 nô lệ đặt chung với nhau. Các nô lệ được niêm yết giá rõ ràng, tất cả bọn họ đều quỳ trên mặt đất, chấp nhận số mệnh bị buôn đi bán lại. Mấy ngày này, cậu đã giết không ít tên tộc đầu hổ, lấy được tiền ở trên người bọn họ.
lúc này lại vừa cần để mua nô lệ nhân tộc. Toàn bộ chợ nô lệ, có 100 mấy chục nghìn nô lệ bị bán, cậu mua một lúc hơn 50 nghìn nô lệ, cũng đưa bọn họ vào bên trong nô giới do tộc đầu hổ chế tạo ra. Không gian bên trong nô giới rất lớn, có thể giam giữ đồng thời cũng vận chuyển một lượng lớn vật sống. 50 nghìn nô lệ, mất vài tỷ linh thù, nhưng chút tiền ấy cũng không là gì đối với Ngô Bình. Cậu biết không thể mua quá nhiều, nếu không, một khi bên trong thành thiếu nô lệ, đầu hồ tộc sẽ tiếp tục ra ngoài bắt nhân tộc làm nô lệ. Hơn 50 nghìn người cần đồ ăn thức uống và quần áo mặc, Ngô Bình không có cách nào để luôn giữ họ ở bên mình, cho nên đưa những người này đến ngoại ô cách nơi đây vạn dặm. Bên trong tòa thành này có nhân vương tọa trấn, những người này có thể sinh hoạt ở gần đó, ít nhất cũng có thể sống sót. Thế nhưng, những người này không một xu dính túi, Ngô Bình lại phát cho mỗi người 100 nghìn linh thù dùng để mua nhà mua đất, bắt đầu cuộc sống một lần nữa. May là có Thanh Ngưu và Liễu Mị trợ giúp, nếu không chỉ có một mình cậu lo liệu thì cũng không thể nào làm được nhiều việc. Ngày hôm sau, Ngô Bình đi vào thành Tỉnh Nguyệt một lần nữa, cậu vừa mới bước vào thành, thì có khí tức cường đại khóa chặt cậu. Cậu dùng bước, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy có 3 tên cao thủ tộc đầu hổ bay từ trên trời xuống, vây cậu ở chính giữa. Danh con nhân loại, lá gan của ngươi không nhỏ, dám giả mạo tộc nhân của ta. Ngươi đã giết hại tộc, nhân của ta trong hơn 1 tháng nay chính là ngươi đúng không? Một kẻ tộc đầu hổ lông vàng kim lạnh giọng hỏi. Ngô Bình biết đối phương sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra tung tích của mình, cậu cũng không hoảng loạn, lạnh nhạt nói, các ngươi quá ngu xuẩn, ta đã giết cả 100 nghìn tộc đầu hổ ỉ, các ngươi mới tìm được ta thật sự rất thất vọng. Một tên tộc đầu hổ lông xanh khác giận dữ nói. Ngươi sẽ chết thật thảm. Không gian xung quanh Ngô Bình trở nên vặn vẹo, có hơn 1.000 bóng của mãnh hổ xuất hiện, cũng đồng thời phát ra tiếng hổ gầm. Mỗi một cái miệng của từng con hổ đều phóng ra một tia sáng, tập trung bản về phía Ngô Bình. Ngô Bình cười lạnh, kích hoạt cấm hoàn, bên ngoài cơ thể cũng xuất hiện mãnh hổ gào thét điên cuồng một tiếng, bên ngoài cơ thể Ngô Bình hình thành một cái chuông vàng thật lớn, giữ cậu ở bên trong đó. Bên ngoài chuông vàng hiện ra phù văn cấm kỵ, phù văn và chuông vàng xoay tròn. Chuông vàng xoay tròn thì cấm thần của Ngô Bình đang ngồi xếp bằng phát ra thần quang sáng rực rỡ. Chuông vàng ngân lên, cùng với tiếng mãnh hổ gào thét điên cuồng, toàn bộ ánh sáng vàng của tộc đầu hổ phát ra vặn vẹo, sụp đổ, sau đó bị cấm thần hấp thu, luyện hóa. Thứ Ngô Bình thi triển chính là một loại thuật pháp cấm kỵ, tên là hổ khiếu kim trung cháo. Thuật pháp này được cậu dung hợp cấm thuật của tộc đầu hổ với một loại thánh phẩm pháp tắc tạo ra, đồng thời, cũng thêm tiếp dẫn thần công và phản kích chi kiếm. Sau hơn 1 tháng, hơn phân nửa thời gian cậu đều luyện hổ khiếu kim trung cháo, bây giờ đã hoàn thiện nó. Hổ khiếu kim trung cháo vừa ra, trận pháp sát phạt do tộc đầu hổ bày ra đã mất đi hiệu lực trong nháy mắt, Ngô Bình biến mất tại chỗ, một đường kiếm quang nhàn nhạt vẽ ra một vòng tròn thật lớn, xuyên qua thân thể của 3 gã cao thủ tộc đầu hổ. Phụt phụt phụt. 3 vị cao thủ chết ngay lập tức dưới đường kiếm tuyệt thế của Ngô Bình, sức mạnh cấm kỵ mạnh mẽ tràn vào bên trong cấm thần của Ngô Bình, làm phù văn trên cấm hoàn lại càng sáng thêm. Sau khi ám sát 3 đại cao thủ, Ngô Bình lập tức rời khỏi hiện trường. Sau khi cậu rời đi không lâu, lại có rất nhiều cao thủ đuổi đến, truy kích 4 phía. Ngô Bình cố ý đi vòng quanh thành, chờ tộc đầu hổ đến thật gần, thì lập tức chém giết. Như thế, cậu lại giết liên tiếp hơn chục cao thủ của tộc đầu hổ. Đáng chết! Cuối cùng, người mạnh nhất của tộc đầu hổ phẫn nộ, một bóng dáng mãnh hổ cao ngàn trượng xuất hiện ở trên trời cao, nhìn xuống sông nước vạn dặm. Ngô Bình đang bay đột nhiên dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía mãnh hổ cao ngàn trượng kia, trong mắt tràn đầy sự khiêu khích. Ta là thiên kiêu của nhân tộc, Ngô Bình, bản công tử không giết người vô danh, hãy xưng tên ra. Giọng nói kia như tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng đại địa, tộc đầu hổ, hổ tương. Tiểu bối mau chịu chết đi, tê thiên hổ chảo. Sau một tiếng gầm giận dữ, một cái móng hổ cực lớn lao từ trên không trung xuống đánh tới, hướng đến phía Ngô Bình. Móng hổ còn ở trên trời cao, mặt đất xung quanh Ngô Bình đã bị nứt ra, không gian trong phạm vi trăm dặm bắt đầu vặn vẹo. Một luồng sức mạnh cấm kỵ khóa chặt lấy Ngô Bình, nhìn ra được, huyết mạch của tên cao thủ tộc đầu hổ này rất dày. Có được sức mạnh cấm kỵ hoàn chỉnh. Cửu dương hóa cấm, cửu cung bát quái, cửu kiếm trọng sơn, tuyệt thế nhất kiếm. Trong nháy mắt, hơi thở của Ngô Bình dâng trào,
dưới chân hiện lên cửu cung bát quái đồ, ở trên còn có bóng của 9 cây cự kiếm. Hơn một tháng này, cậu vẫn luôn tìm hiểu về kiếm đạo vương tọa, hoàn thiện cửu cung bát quái, tìm hiểu cửu kiếm trọng sơn. Giờ khắc này, cậu không giữ lại bất cứ thứ gì, tung ra chiêu mạnh nhất. Cửu cung bát quái đồ cực lớn bay lên trời, ở giữa xuất hiện một đường kiếm quang kinh thiên, chém về phía trời cao, va chạm cực mạnh với móng hổ. Một kiếm này cắt đứt thời gian, chia đôi bầu trời, vô cùng sắc bén, vô địch. Móng hổ bị chém thành hai đoạn, sau đó hóa thành cơn mưa ánh sáng rồi tiêu tán. Kiếm quang khủng bố vô địch tiếp tục chém giết, giết cả bóng mãnh hổ trong không gian. Rào! Một tiếng hổ gầm cùng với một tiếng hét thảm thiết vang lên. Trên bầu trời, một cái đầu hổ khổng lồ rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Sức mạnh cấm kỵ nồng đậm, mạnh mẽ cuồn cuộn tiến vào trong cấm thần của Ngô Bình. Phụt! Ngô Bình phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp ngã. Một chiêu này, cậu đã dùng toàn lực để ứng phó, không hề giữ lại gì, nên thể năng và tinh thần đều tiêu hao hoàn toàn không còn một chút gì. Thanh Ngưu xuất hiện ở bên cạnh, đỡ lấy Ngô Bình, biến mất trong nháy mắt. Nô lệ nhân loại trong thành Tinh Nguyệt ngơ ngác nhìn lên trời cao. Tên thiên kiêu nhân tộc kia thắng, một kiếm của hắn chém đầu đệ nhất cao thủ của tộc đầu hổ, hổ tương. Tức khắc, mọi người đều hoan hô, cùng với đó, người của tộc đầu hổ đều kinh ngạc không thể tin được, cùng với cảm giác sợ hãi mãnh liệt ập đến. Thủ lĩnh mạnh nhất đã chết, còn ai có thể bảo hộ cho bọn họ? Ở một trấn nhỏ, lúc này Ngô Bình đang nằm trên giường, Liễu Mị lấy một ít đan dược cho cậu ăn. Thanh Ngưu, một kiếm kia của công tử, kinh thiên địa, dọa quỷ thần, thiên hạ vô song. Ngô Bình lười biếng hỏi, tộc đầu hổ không đuổi theo sao? Thanh Ngưu cười lạnh, bọn họ dám sao? Chỉ sợ là bọn họ đã bị dọa cho mất mật. Ngô Bình gật gật đầu, nói, chờ tôi khỏe hơn một chút thì chúng ta đi thành Tinh Nguyệt. Liễu Mị lắp bắp kinh hãi, anh Bình, anh còn yếu như vậy, sao lại còn phải đi về đó? Ngô Bình, tôi muốn nhân cơ hội này đuổi tộc đầu hổ đi. Nếu bọn họ không đi, tôi sẽ giết sạch hết tộc đầu hổ bọn họ. Thanh Ngưu nói, công tử, cậu có nghĩ đến sau khi đoạt được thành Tinh Nguyệt rồi, sẽ do ai tỏa trấn không? Ngô Bình suy tư một lát, nói tôi thật sự không thể tỏa trấn ở thành Tinh Nguyệt quá lâu. Thế nhưng tôi có thể bày ra cấm kỵ sát trận ở đây. Sát trận này thì chỉ có nhân tộc mới có thể đi vào, nếu là dị tộc thì sẽ diệt sạch toàn bộ. Hai mắt Thanh Ngưu sáng ngời, công tử có được nhân tộc cấm kỵ, đúng là có thể bày được cấm kỵ sát trận như thế. Ngô Bình, vạn kiếm tổ sư tặng tôi ba lá bùa vạn kiếm trảm sát, tôi có thể mượn sức mạnh của ba lá bùa này, bày ra vạn kiếm sát trận, từ đó tăng lên uy lực của cấm trận. Liễu Mị không hiểu nhiều về cấm kỵ sát trận, cô hỏi, anh Bình, sau khi bày đại trận ra, có phải sẽ yếu dần theo thời gian hay không? Ngô Bình cười nói, đại trận cấm kỵ không giống với trận pháp bình thường, một khi đại trận cấm kỵ được bày ra thì nơi đó sẽ là cấm kỵ, ngược lại lại tẩm bổ cho bản thân trận pháp. Nói cách khác, đại trận cấm kỵ tồn tại càng lâu thì uy lực càng mạnh. Liễu Mị vô cùng kinh ngạc, hóa ra còn có thể như thế. Thanh Ngưu, nếu thời gian đủ lâu, thì uy lực của đại trận cấm kỵ sẽ tăng lên vô hạn cho đến khi nó lột xác. Ngô Bình gật đầu, không sai. Ngay cả ba lá bùa vạn kiếm trảm sát cũng có thể được tẩm bổ, không ngừng mạnh lên, đây là chỗ huyền diệu của đại trận cấm kỵ. Ngô Bình nghỉ ngơi chỉnh đốn ở trấn nhỏ nửa ngày. Chờ khi thực lực khôi phục được một chút thì lại xuất hiện ở thành Tinh Nguyệt một lần nữa. Lúc này, cậu đang bay lơ lửng trên đầu tường, lạnh giọng nói, tộc đầu hổ nghe đây. Hạn cho các người trong một canh giờ đi ra khỏi vạn dặm thành Tinh Nguyệt. Nếu không làm theo, ta sẽ tiêu diệt tộc đầu hổ. Giọng nói của Ngô Bình tràn ngập sát khí. Có một số cao thủ có thực lực chỉ sau hổ tương không phục, phóng ra địch ý. Năm giác quan của Ngô Bình nhạy bén. Lập tức thi triển cấm thần thứ hai. Cấm thần này có một loại năng lực đặc thù, vô song quyết đấu. Cấm thần trợn mắt, bắn ra hai đường kim quang, bao lấy một cao thủ của tộc đầu hổ. Trong đầu đối phương vang lên một giọng nói máy móc lạnh lùng, khóa mục tiêu, vô song quyết đấu. Tên cao thủ của tộc đầu hổ biến sắc, vừa muốn há miệng, thực lực của hắn ta đã bị áp chế đến ngang với Ngô Bình, cũng chính là cấp nguyên anh sơ kỳ. Sau đó, hắn ta lập tức nhìn thấy một đường kiếm quang bay đến, hoàn toàn không kịp phản ứng thì đầu đã bay lên, trong nháy mắt đã bị chém chết. Còn ai không phục, khí tức của Ngô Bình càng khiến cho người ta sợ hãi thêm,
khí tức cấm kỵ được mở ra toàn bộ, áp chế tộc đầu hổ. Ai lại muốn đi tìm chết, những người khác đều cúi đầu. Một lát sau, một người cấp trên của tộc đầu hổ lớn tiếng nói, thiên kiêu nhân tộc, bọn ta tình nguyện chịu thua, nhưng mong cho bọn ta thêm chút thời gian. Ngô Bình, tất cả các vật trong thành, bao gồm cả nô lệ, các người không thể mang đi. Thời gian vẫn như cũ, một canh giờ. Vị cấp trên của tộc đầu hổ tức giận nói, thiên kiêu nhân tộc, đừng có khinh tộc ta quá đáng. Tộc của ta có hơn mấy triệu tộc nhân tại đây. Trên mặt Ngô Bình không có biểu cảm gì, vung tay lên, một lá bùa vạn kiếm trảm sát xuất hiện trong không trung. Lá bùa này do chính vạn kiếm tổ sư ban tặng, lập tức phong ra khí tức hỗn độn, khí tức này mạnh mẽ, giống như uy áp của chúa tể. Uy áp của chúa tể, cấp trên của tộc đầu hổ biến sắc, dầm một tiếng lập tức quỳ xuống, run rẩy nói, bọn ta lập tức rút lui khỏi tòa thành này. Ngô Bình lạnh lùng nói, những chữ vật của các người đều phải để lại hết, không được mang đi bất kỳ cái nào. Nếu không, ta sẽ kích hoạt lá bùa này, diệt toàn tộc các người. Đối mặt với thực lực tuyệt đối ở trước mặt, tộc đầu hổ lựa chọn phục tùng, bọn họ rời khỏi cửa thành theo thứ tự, mỗi người khi rời đi đều sẽ giao ra nhẫn chữ vật của mình. Thanh Ngưu đứng ở đó, cho dù một tên tộc đầu hổ lén giấu giếm vật gì thì đều không thể gạt được đôi mắt của hắn. Rất nhanh, hơn triệu tên tộc đầu hổ đã xếp thành mấy chục đội ngũ, nối đuôi nhau mà đi. Chưa đến một canh giờ, tất cả tộc đầu hổ đều đã bị đuổi đi xa, còn sót lại trong thành đều là nô lệ trước đây. Ngô Bình cao giọng tuyên bố, từ giờ trở đi, Ngô Bình tôi chính là thành chủ của thành Tinh Nguyệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 211.